Korewa Nandeska Korewa Đây chưa Korewa Đây là cái gì đấy nhé? Và bài học năm nay chúng ta có hai phần chính đó là học về đây là đó là kia là đây chưa hay là đó hay là đấy được đấy là tiếng Việt hay là dùng từ đấy đấy. Hay danh từ cộng với lại là mấy cái từ này này đó kia này. Có nó số đấy nhé. Ok chưa? Hai phần chính trong bài học hôm nay và đây là phần đầu tiên đây là đó là kia là đây chưa? Vậy Korewa số đâu á? cộng với lại đồ vật ừ, nó vẫn thuộc với mẫu câu a b để sửa trong bài một á trong bài chúng ta học rồi đúng không để sửa đây là cái này đây là cái kia đây thì chúng ta sẽ học đề cá hay là đi đề mà đều giống nhau hết đây chưa nhờ? có thể thay đề sự bằng đế quả Arimasen giả Arimasen rồi thì Deska hiểu chưa? Hay vậy thì cô đề số đề A đề sử dụng như thế nào? Đây mình sẽ có hình ảnh cụ thể nhỉ? Có hai cách đấy nhờ? Thứ nhất là nhỉ? Cô đề đề gì đây? Đây là gì? Đây là người nói đúng không? Ngày đang nói đúng không? Đây thằng ngày đáng Nghe đúng không? Thì gần người nói này, cô đề đây là ví dụ thầy nói bọn em chẳng hạn bọn em đang ngồi xa thầy đúng không? Cô đây là hồng đề. Cô đây là hồng để Đúng không? Cô đây là kê tai Điện thoại di động nhá. Kê vào cái tai mình sẽ là kê tai chưa? nhớ chưa? Dễ hiểu đúng không? Kê vào tai thì sẽ là điện thoại di động. Ok. Cô đây là kê tai des cả nó đọc kê tai des kê tai des kê tai des kê tai des. Des. des ok chưa? Thôi ừ. tiếp theo này thầy cho là số đều quá đấy nè số đều quá tức là gì nhỉ ừ, cái vật đó khi mà nó gần người nghe thì người nói sẽ phải nói là số đều đúng không Hi. đấy là cái gì tôi hỏi thấy đấy là cái gì đấy đúng không đấy, đấy thì số đây là đấy là cái gì đấy số đây quá đấy được chưa đấy. ừ đây bây giờ hỏi

Chị à đấy, tên là gì nhỉ? Sa càng nghe người nào Kia, kia kia là cái gì đấy? Được chưa nào? À, dễ rồi nhé, kia. Đây. À đây là camera des. À đây là aircon des. Ví dụ cái kia chẳng hạn đúng không? Kia là gì đây? Điều hòa. Điều hòa đúng không? À đây là aircon des. Aircon. Trong từ mới có từ nào? Không à? Cái từ này nhé. Ê, điều yeah, con điều yeah, con yeah. are hòa um, đấy, Đây là cách dùng của cô đề, số đề, à đề Còn một cách dùng khác, đây còn một hình vẽ này. Khi mà hai người đứng cạnh, vừa rồi là hai người đứng xa nhau đúng không? Ừ. Bây hai người đứng cạnh nhau, thì khi mà đồ vật nó thì ở gần cả hai người đúng không? Thì cả hai đều nói cô đề được. Cô đề ba, nam Đều nói là Đúng không? tại vì nó gần ngay này.

Eto. chúng ta sẽ có mẫu câu là kono ano trong từ vựng có rồi đúng không đi sau nó sẽ là một danh từ đúng không chẳng hạn chúng ta sẽ có cái cặp ở đây đúng nhỉ này và các bạn nhớ cho mình cái mẫu này cái cặp này Đấy chưa ừ, cái cặp này vừa nãy thì sẽ là gì nhỉ đây là cái gì đó đây là cái, vừa nãy là kodeo ka bang des đúng không mẫu câu vừa nãy đây đúng không tuy nhiên cái kono này không phải cái này đâu Đấy chưa cái cặp này khi mà nhấn mạnh một cái gì đó đúng không nào này, nhấn mạnh

hay chẳng hạn như là gì nhỉ ở đằng kia có cái ô tô đúng không thì chúng ta sẽ nói là cái ô tô kia ano kuruma <laughs> hay ano kuruma <laughs> ano kuruma <vehicle. cười> hay this... ano kuruma đấy nhé đấy chính là vậy chúng ta thêm đuôi đằng sau vào thôi vậy là xong cái này rồi nhá hay là của ai đấy chính là ví dụ cái cặp này là của ai cái ô tô kia là của ai đúng không hay cuốn sách này là của ai đúng không chúng ta hay hỏi câu này đúng không chúng ta con này đã đến nô rồi, vẫn là chợ từ của trong bài một chúng ta học rồi đúng không? nô no là của nô no, xong chữ thêm chữ desca cá là hỏi luôn. đã đến nội desca

đúng không? Hai, watashi no desu. Hai, ở đây chúng ta có mẫu này. Hai mẫu này. Kono kaban no desu ka? Đúng không? Đang hỏi. Bây giờ tự nhiên có cái cặp ở đây đúng không? Thầy sẽ hỏi này. Nhìn cái cặp này đúng không? Đây. Bây giờ mấy bạn đi học mang cặp đúng không? tiền thấy cặp ở đây nhé. Đấy. Tiên thấy cặp dựng đây thầy bảo là gì? Ừ, uh, kono Kono kaban wa dare no desu ka? Thì qua anh phải trả lời đi. Ờ, watashi no desu. Qua ai đây? <cười> <cười> Hai người. <laughs> à, có Tú <Tố> à? Check <laughs> thì biết đúng không nào? Rồi. Tú san no desu. Ừ. Khi mà trả lời thì chúng ta của em cũng được và gì nhỉ? Cái cặp của em thêm chữ cà bang vào, vào đây cũng được. Để sự vào đây. Được à, chưa? Watashi no kaban desu. Watashi à, no kaban desu. À, watashi no kaban desu à, nói câu nào được nhé như ừ. thế nào còn cái câu này có ý nghĩa y hệt như thế Arewa dare no kaban desu ka? Arewa dare no kaban desu ka? Ừ. ví dụ như thế này đúng không? Mình đứng đây Mình không đứng gần nó đâu mình à Arewa dare no kaban desu ka? Đúng nào? Ừ Kia Arewa là gì? Ừ. Arewa là gì đây? Uh. Kia là đúng không? Kia là đúng không? kia là cái cặp, cái cặp của ai vậy? vậy ừ. à đấy à? đó là cái no cavanska. được chưa? thì là cái no tôi để qua no được. cả hai câu này nghĩa giống nhau đúng không? nghĩa giống nhau đấy nhưng mà cách sử dụng nó khác nhau một tí thôi, cái cách sử dụng khác nhau. mình nói cô cũng được, đúng không? trong hoàn cảnh nhớ lại là nhà, khi mà chúng ta muốn nói là gì nhỉ? cái cặp này thì chúng ta sẽ phải là bao giờ phải của nô nhớ chưa? này đây là đó là kia là sẽ là あれは wa, はそれは大事や。Được chưa? Đấy chưa? Đấy. Bài này siêu dễ. Siêu siêu siêu, siêu dễ. Ai à, xong rồi, Bây giờ chúng ta chuyển sang phần cuối cùng này. Hay. Bây giờ chữ nano, nano đằng sau nó sẽ một danh từ gì đó. Đấy chưa? Cái gì, cái gì, cái gì ấy. Đấy chưa nhỉ? Hay ví dụ như là gì đây? Từ đầu tiên, tú đặc này. Uh, nano giả si. Nano giả si đúng nào? Nano giả si Tiếp. Nano sim bun. Nano sim thủy. Nano -no gì đây? Nano -no ca độ. Nano -no ca đấy nhé. Hai nano ca độ. Ska đây. Hỏi đấy. Ska. Nano -no. được chưa? Là gì đây? E... Giá xin -si là gì? Tạp, tạp chí. Tạp chí gì đúng nào? Hai tạp chí gì vậy? Hỏi đúng không? Nano -no giá xin được ska. -si nano -no giá xin được ska. -si đúng -no -si -no -si đúng à. nào? Tạp chí về ở bên dưới có này. Kuruma no giá xin -si này. Đề sự này đúng không? Kuruma no zashi desu Hay là tạp chí mấy ảnh như thế nào? Camera Cam no zashi no <thiệu> -sí. Ừ, camera C no zashi desu Tạp chí ô tô Kuruma no zashi <laughs> này Ừm. Tiếp theo này Na Nà no shinbun báo gì vậy? Ego no shinbun desu Báo gì đây? Báo, báo tiếng, tiếng Anh Ở à, tiếng Anh đúng không ừ. nào? Chắc thầy dịch là vẻ cũng được Đúng không? Tạp chí vẻ cái gì đó ta chỉ về mấy anh chữ nô này cũng trong trong tình huống này sẽ dịch là về được không sao cả được chưa hay thẻ gì vậy credit card độ thẻ tín dụng thẻ thanh toán online được nhỉ chưa credit card độ cái đó là credit card độ credit to card độ credit to card độ đây credit card độ đấy ai xong rồi Ừ. hai ngữ pháp chỉ có thế thôi. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ còn giờ uh, phần luyện tập cây hoa, luyện tập cây hoa này xong thì lên siêu a, lên siêu luyện tập với các bạn nhá. Ok. Thế nào. Hay, vậy là bài học bài hai của chúng ta kết thúc tại đây rồi. Quá là nhanh đúng không nào? Ngữ pháp. Ừ. Ok. Các bạn đứng dậy nào. Hai bạn sao? Eh, ありがとうございました. Sensei, ありがとうございました. Hai, mata ne. 皆さん、ありがとうございました。またね、バイバイ。さようなら。車の雑誌。車の雑誌。英語の新聞。英語の新聞。これは私の辞書です。これは Vâng thưa các bạn, ở trong bài này thì các bạn vẫn chú ý cho mình phát âm của chữ SHI Nó là sờ nặng chứ không phải là sờ nhẹ à, Ví dụ như là WATASHI WATASHI chứ không phải WATASHI Hay là SHIMBUN SHIMBUN chứ không phải là SHIMBUN SHIMBUN Cái này hoàn toàn sai các bạn nhé Ngoài ra thì ở trong bài này thì các bạn cũng thấy là à, Có SHI thêm tên tên là JI Đúng không ạ? Cái này thì các bạn cũng chú ý phát âm nặng cho mình. Gi ừ, ví dụ à, từ điển là gì nhỉ? Từ điển là jisho đúng không ạ? Jisho, jisho các bạn nhá. Ở sau nó thì có chữ ghép là si và yo thì chúng ta đọc nhanh thành shio, 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 sho đúng không ạ? Sho và từ điển là jisho rất là nặng đúng không ạ? chứ không phải là di sộ. di sộ cái này cũng là sai các bạn nhá.